Thưa quý vị, khác với không khí tấp nập nhộn nhịp như những năm trước, chợ hoa xuân Tân Sửu 2021 tại Đà Nẵng năm nay dù đã 24 Tết nhưng khá trầm lắng. Người bán đã ít, người mua cũng chẳng nhiều. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại khu vực chợ hoa Tết Đà Nẵng, đường 2 tháng 9, số lượng hoa, cây cảnh đưa về Đà Nẵng không nhiều như mọi năm. Khung cảnh bán mua cũng không sôi động như trước. Rất ít người đến mua cây cảnh. Nhiều người bán hoa Tết cho biết chưa có năm nào ế như năm nay. Người dân đến chợ hoa chủ yếu để tham quan, hỏi giá, chứ mua chẳng bao nhiêu. Có lẽ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai, thu nhập người dân giảm sút khiến lượng khách hàng đến mua hoa giảm mạnh. Dạ, quật ở Hội An, thấy mà mấy ngày đi bán buôn thì cũng đang lo. Theo khảo sát, một chậu quất có giá trung bình từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng. Cúc pha lê loại trung có giá từ 500.000 đến 600.000 đồng một cặp. Cây mai nhỏ giá 1 triệu, cây lớn khoảng 3 triệu. Các loại hoa khác cũng có giá ngang bằng hoặc giảm hơn so với năm ngoái. Dẫu vậy, thỉnh thoảng mới có vài người đến mua. Dạ, hôm nay 24 thì em cũng đi lựa để xem là cứ đi sớm thì chắc chắn là nó sẽ có cái cây hoa đẹp mà đúng như ý của mình. Dạ, mỗi năm thì em cũng đi tầm 28-29, nói chung nó cũng tùy mùa. Dạ, còn giá cả thì nó cũng vẫn hợp lý thôi. À, mỗi năm thì cũng như nhau. Dạ, bây giờ cái cây này của em nó là đang là 2 triệu. À, hoa. Dạ, hợp lý chị, hoa căng, đẹp. Nói chung là nó hài lòng, rất là ok. Mỗi năm thì nó trải dài hết cả cái khu này. Và cái thêm hai cái khu đất bên kia thì nó cũng rất là đông. Nhưng mà năm này thì lượng người bán, kể cả lượng người mua thì nó cũng vắng hơn hẳn năm ngoái. Dạ vâng. Ngoài chợ hoa này, các điểm bán hoa Tết khác trên địa bàn Đà Nẵng cũng đang rơi vào tình cảnh ế ẩm. Nhà vườn và người bán hoa Tết hy vọng trong vài ngày tới, mọi người được nghỉ Tết sẽ có thời gian đi mua hoa, cây cảnh nhiều hơn.